con thân gái đục trong. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiếu cơn chân thân lo lắng thân, lỡ mai về mẹ khổ lòng. Nhà người ta xem dễ gì đâu, ba bên bốn họ nhận ra ngó vào. Họ nghe con gái theo hoa
lo xa trong lòng. Không biết con làm đẹp già bên chồng, mẹ làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng chăm về đưa mắt chán con. Nếu mẹ chồng con thật có khen, con cũng vì thương chồng hết lòng chịu. Về sống bên những kẻ là người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con gắng chịu, nhưng biết làm sao những mai cuối trong đời.